Hôm nay mình sẽ học bài function nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ học bài function. Cô sẽ new file, một cái file HTML là function demo ha. Rồi cũng tương tự như vậy, cô nhúng cái JavaScript vào function demo.js ha. Cô add nó vào đây. Script chấm sẹt gs rồi function demo ok đây cô chạy cái này lên ha, run ok. Rồi, ở đây các bạn, đầu tiên là các bạn cú pháp của function hàm. Mục đích của hàm á các bạn ha, function nè. Mục đích đầu tiên của nó là mô đun hóa. Tức là chia thành các nhóm, các câu lệnh, đúng không ạ? À, tức là ở trong đó nó sẽ có một nhóm các câu lệnh, nhiều câu lệnh. À, và nó thực thi một công việc cụ thể, đúng không ạ? Ok, xẹt sao sao xẹt ha, xẹt sao sao xẹt ok đấy. Và ngoài ra mục đích của hàm là mình có thể là gì đấy ạ, sử dụng nhiều lần. Cái này mình gọi là tái sử dụng, tiếng Anh gọi là reuse, tức là sử dụng nhiều lần. Ok, mục đích của hàm là giúp cho các bạn có thể dễ dàng sửa đổi nè, fix lỗi nè, debug lỗi nè, vân vân. Ok, cú pháp của hàm nhé các bạn. Cú pháp của hàm thì cái hàm mà gốc kinh điển của nó thì đầu tiên là từ khóa function, sau để đến tên hàm, ví dụ cái hàm tính tổng ta gọi là tên hàm. Thì lưu ý cho cô là tên hàm phải là động từ, tại vì nó là chức năng, nó thực hiện một công việc gì đó thì nó sẽ là động từ. Rồi ạ. Sau cái tên hàm sẽ là dấu móc tròn. Sau tên hàm sẽ là dấu móc tròn. Trong cái dấu móc tròn này ta gọi là tham số. Có những hàm thì không có tham số, nhưng có những hàm có thể có một tham số và có thể có nhiều tham số. Ví dụ bài toán tính tổng hai số, thông thường mình sẽ có hai tham số. X, Y. Và sau đấy là đến dấu mốc nhọn. Trong dấu mốc nhọn cái này được gọi là thân hàm, ta gọi là body đó. Nếu hàm tính tổng mà có trả về giá trị thì mình sẽ có câu lệnh return. À, return cái này tổng ở đây. Hiểu không ạ? Nếu có trả về giá trị thì mình sẽ có câu lệnh return. Ví dụ cái này tính tổng, ta có tổng bằng A, X cộng Y và mình return tổng. Ok, vậy là chỗ này sẽ là viết một cái hàm tính tổng, tính tổng hai số. Ok, thì cái này ta gọi là định nghĩa hàm. Cái này ta gọi là định nghĩa hàm. À, cái định nghĩa hàm có nghĩa là gì? À, khi đó thì khi mà cái trình browser nó duyệt thì nó chỉ check cú pháp thôi, nó không thực thi cái hàm này. Hàm này không được gọi. Hàm này nó chỉ check cú pháp thôi, còn lại không được sử dụng. Đúng không ạ? Vậy muốn sử dụng được hàm này thì mình phải có một cái nữa là lời gọi hàm. Cái này là mình sẽ gọi như sau, ví dụ mình có va tổng gán bằng tính tổng
Cái này là lời gọi hàm. Sau đấy mình truyền đối số vào. Ví dụ mình truyền số 5, số 7 vào. Cái này thì mình gọi nó là đối số. Thì cái tính tổng này ta gọi là lời gọi hàm. Đó. Khi này thì cái hàm tính tổng này mới thực sự được thực thi, mới thực sự được thực hiện. Ok. Đó. Hàm thì được thực hiện ở tại lời gọi hàm. Rồi, các bạn nhìn xem nhá, chương trình nó sẽ thực hiện như thế nào. À, đầu tiên là chương trình sẽ chạy từ trên xuống dưới. Và đương nhiên định nghĩa hàm này nó không được chạy. Nó chạy xuống cái câu lệnh tiếp theo, đó là tổng bằng. À, tổng bằng tính tổng. Thì khi nó gọi cái câu lệnh tính tổng thì nó quay ngược lên, nó sẽ thực hiện. Nó sẽ lấy số 5 nó đặt vào vị trí X, nó lấy số 7 nó đặt vào vị trí Y. Sau đó nó tính tổng. À, tổng bằng X cộng Y. Sau đó nó sẽ return tổng. Và nó return ở đâu ạ? Nó return ở ngay lời gọi hàm. Vậy là nó lấy 5 cộng 7, xong nó return 12 tại đây. Và nó gán lại cho biến tổng ở ngoài này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok không ạ? Hiểu chỗ này chưa ạ? Và các bạn sẽ thấy là có hai biến tổng. Biến tổng ở trong cái phạm vi của nó chỉ nằm ở trong cái hàm tính tổng thôi. Biến tổng ở ngoài thì phạm vi của nó lớn hơn. Với hai cái biến tổng này mặc dù cùng tên nhưng khác phạm vi. Và nó không có đụng độ gì với nhau hết. Nó không có liên quan. Hiểu không ạ? Mặc dù đặt cùng tên nhưng không sao hết. Rồi bây giờ các bạn có thể xuất giá trị ra. Các bạn có thể alert tổng. Ok, xuất giá trị ra màn hình. Và các bạn thấy nó bằng 10, 12. Ok. Đấy. Thì đây là một cách viết hàm thứ nhất. Rồi cách viết hàm thứ hai. Cách viết hàm thứ hai các bạn nhìn ạ. Comment lại nha. Comment anh này. Rồi. Cách viết hàm thứ hai nè. Và tính tổng bằng function. Các bạn cũng viết tương tự, các bạn truyền x truyền y vào. Và đây các bạn cũng let tổng gán bằng x cộng y và return tổng. Ok. Nó vẫn trả về 12. Các bạn thấy không ạ? Rồi các bạn nhìn nào. Hai cách viết này bản chất nó giống nhau. Các bạn nhìn nào. Cách viết thứ nhất là các bạn đặt cái từ khóa function, sau đấy là viết tên của hàm là tính tổng. Còn bây giờ các bạn khai báo tên hàm, sau đấy gán cho nó bằng một cái function là có đối số là x y, và cái hai cái nội dung giống nhau nè. Tức là nó đặt tên trước xong mới gán gán cho cái tên đó bằng một cái function. Vậy anh này nó cũng là function luôn và đặt tên của nó vẫn là tính tổng. Đây là hai cách viết nhưng bản chất nó cũng tương tự nhau. Ok không ạ? Ok. Rồi. Còn một cách viết nữa. Cách viết này thì ta gọi là arrow function. Hôm trước có một bạn hỏi cô arrow function là gì á các bạn. Cách viết nữa là arrow function này các bạn. Arrow function. Arrow function này thì ES6 nó mới có nha. Bản ES6 mới có. Cái bản trước không có. Vậy cách viết của arrow function thì thế nào các bạn ơi? Đấy nha. Cô comment anh này lại nè. Rồi. Các bạn là va tính tổng. Rồi. Bằng. Các bạn nhìn nào. Bỏ cái function này. Các bạn lấy cái đối số của nó. Sau đến cái mũi tên. Rồi. Các bạn lấy luôn cái thân hàm này đưa vào.
Thấy chưa? Đây các bạn thấy mũi tên không ạ? Thì cái này được gọi là arrow function. Okay. Cái này cũng là tên hàm. Các bạn thấy là cũng giống như ở trên thôi, nhưng mà nó rút gọn lại. Thay vì để từ khóa function thì nó để cái mũi tên các bạn nhé. Thì cái này được gọi là arrow function. Được chưa? Rồi các bạn nhìn cái này hay hơn nào. Nếu như trong cái thân hàm này chỉ có mỗi câu lệnh return thôi, một câu lệnh return thôi, cái này đang là hai câu lệnh đúng không? Bây giờ cô viết lại nè, bỏ cái này được không? Cái này là x cộng, đúng rồi, được không ạ? À? Được chưa? Vẫn là 12 này. Ok. Vậy thì nếu như ở trong thân hàm chỉ có một câu lệnh return thôi, mình có thể viết lại như sau. Xóa hết anh này. Xóa hết anh return. Comment anh này lại nha. Các bạn thấy nó gọn chưa ạ? Bạn nào mà nhìn thấy một đoạn như thế này mà viết ở đâu đó thì các bạn phải hiểu đây là hàm. Các bạn nhìn các bạn phải hiểu đây là hàm. Ok. Được chưa? Rồi còn tình huống này nữa nào. Cái bài toán bình phương của một số. Đúng không? Bên đây là tính tổng đúng không? Rồi bài toán khác nè. Tính bình phương của một số. Viết hàm. Tính bình phương của một số. Rồi nhìn nhá. Và bình phương. Tính bình phương gán bằng x. Một đối số đúng không bạn? Mũi tên x nhân x. Khi mà đối số chỉ có một thì các bạn bỏ luôn cái dấu ngoặc. Thêm dấu ngoặc được không? Bỏ luôn dấu móc tròn này. Bây giờ thêm dấu móc tròn vào đây được không ạ? Được không? Được. Thêm dấu móc tròn được nha, không có lỗi. Nhưng mà bởi vì nó có một đối số, thành ra chỗ này mình bỏ luôn cái dấu móc tròn. Các bạn thấy nó lạ lắm không? Thấy nó tối giản hết mức có thể. Đấy chứ ạ? Thì đó là arrow function. Cho nên nhiều bạn đọc cái này các bạn không hiểu. Rồi cô lấy một cái ví dụ như sau. Cô lấy một cái ví dụ để các bạn nhìn ra cái arrow function nhá. Các bạn ví dụ là các bạn cho một mảng bao nhiêu số nguyên cũng được, đúng không ạ? Mình tính tổng các số nguyên, tính tổng cộng dồn các số nguyên chẳng hạn, đúng không ạ? Ok. Rồi hoặc là một cái bài for x nào đó đi ha, duyệt các số, xong xuất các số đấy ra màn hình. Ok, for x đi cho dễ nhìn nha. Nhiều cái hàm lắm, nhưng bây giờ cô làm cái for x nha. Các bạn nhìn nè, cô sẽ comment cái này lại nè để nó khỏi báo lỗi ha. À, nó chạy khỏi chạy cho hết không bỏ lỗi. Rồi viết một cái mảng bằng mảng trong JavaScript là dấu móc nhọn, móc vuông, xin lỗi, dấu móc vuông. Ok. Rồi các bạn để là 5 3 7 8 10. Okay. Rồi mình duyệt cái mảng này, các bạn nhìn nhá, các bạn dùng for x nè. Gõ chữ for x cho cô. Thấy không? Rồi array của mình là đây. Document.write element. Rồi cầm thêm dấu phẩy nữa ha, hoặc là dấu cách. Các bạn ra chưa ạ? 5, 3, 7, 8, 10 chưa ạ? Rồi các bạn để ý nè. Cứ thấy mũi tên là arrow function, thấy không ạ? Đúng chưa?
Có phải là câu 1 đối số là element, element là duyệt từng phân tử của mảng. Câu 1 đối số các bạn thấy không có mốc tròn đúng không ạ? Và có phải thân hàm là cái này đúng không ạ? Đấy. Thì cái này nó là một cái hàm. Và cái này cũng là Konbach function luôn đó các bạn. Cái này chính là Konbach function luôn đấy. Ok không? Ok không? Đấy. Thì đó là một cái hàm. Và cái hàm arrow function này dùng rất là nhiều các bạn nhá. Sau này á, hoặc là bây giờ viết một cái hàm tính tổng các cái số này nè, cộng dồn. Để biết cái tính tổng các cái hàm cái số này cộng dồn á, thì các bạn dùng cái hàm mà duyệt với mảng. Đây. Đây các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy là trong array nó có một loạt các cái mảng. Đây nhé. Array nè. Array method nè. Hoặc các bạn vào reference. Các bạn chọn cái JavaScript reference. Sau các bạn chọn, nếu mà các bạn để tra cứu thì các bạn nên vào reference. Chọn array. Mảng ha. Các bạn thấy có một loạt các cái hàm làm việc với mảng. Đây. Tất cả những cái hàm làm việc với mảng. For x nè, thấy chưa? Tìm nè, find nè, find index nè. Mấy cái này tí nữa mình sẽ học hết đó các bạn. Index of, nếu mà các bạn muốn làm giỏ hàng dễ dàng thì các bạn học hết tất cả những cái này. Tại vì sao ạ? Cái giỏ hàng của mình là cái mảng nhé các bạn. Cái mảng, ok. Rồi. Đấy, một loạt cái này. Ví dụ như là cái reduce. Cái reduce chẳng hạn nhé. Đây, tính tổng cộng dồn này cho một mảng nè. Sau đấy mình mới viết một cái hàm tính tổng nè. Ôi, cô bấm bỏ cái này nhá. Đây. Nó đơ máy à. Đây. Viết một cái hàm để tính tổng nè. Đúng không? Cái này là nó trả về, tức là nó lấy cái số sau. Total là tổng, tổng trừ cho number, tức là số sau nó à, đúng không? Đúng không ạ? Hay là gì đấy ạ? Hay là làm tròn số của number, làm tròn số của number xong lấy total cộng nó lại, ví dụ như thế. Đúng không? Hai tính tổng nè. Còn cái hàm này là tính trừ nè. Đúng không? Cái này là tính tổng nè. Ok? Vậy thì bây giờ đáng lẽ mình phải viết như thế này. Đáng lẽ mình viết phải viết nhiều như thế này thì mình viết bây giờ dùng reduce thì nó sẽ giảm lại. Đúng không ạ? Ví dụ dùng cái reduce thì nó sẽ viết ngắn gọn lại. Đâu rồi cái reduce của cô đâu rồi? Đây, array.reduce. Trong đó nó là một cái function. Đúng không? Trong đó function, trong đó cái giá trị là giá trị kết quả cuối cùng của mình. Xong đó là cái current value là cái giá trị nó duyệt qua. Đấy, và cái index và cuối cùng là cái mảng. Và cái này là giá trị khởi tạo ban đầu. Ví dụ tính tổng thường mình sẽ lấy giá trị ban đầu là 0. Hoặc là giá trị ban đầu là cái vị trí đầu tiên, cái phần tử đầu tiên cũng được luôn. Cũng được luôn, hiểu không ạ? Nếu như không có cái giá trị khởi tạo này thì nó sẽ lấy là giá trị đầu tiên. Đây, nó sẽ có nè. Total nè, là bắt buộc phải có nè. Current index là optional nè. Current value là bắt buộc nè. Và array là optional nè. Và anh này cũng optional luôn. Và value nó sẽ pass vào function, nó sẽ nếu được truyền vào thì nó chính là cái giá trị khởi tạo. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái hàm reduce để mình làm cái việc đó. Đây, reduce nè. Ok. Bây giờ nhìn nhá. Cô sẽ viết gọn lại nè. Đây là cách viết dài dòng nha. Cách viết dài dòng nè. Tổng total sẽ bằng, nhìn nha, cô sẽ để nè, total sẽ bằng, cô tính tổng ha, cho các bạn nhìn nha. Bây giờ thay vì cô liệt kê từng cái một thì cô sẽ để là tính tổng của các phân tử đúng không? Cô sẽ va total sẽ bằng array chấm reduce. Ok. Rồi. Và trong reduce nó gồm những cái gì? Các bạn nhìn nè. Giá trị khởi tạo các bạn để là bằng
tổng thường các bạn hãy để bằng không chẳng hạn, tùy muốn để cái gì cũng được, vì trong trường hợp này để bằng không, tổng giá trị ban đầu để bằng không. Còn ở trong thì các bạn thấy sao nhá, cái hàm get sum này thì nó sẽ, trong cái hàm get sum này nó sẽ là gì đấy ạ? À, tổng total, đúng không ạ? Total. Xong các bạn, cái này là number, này là các phần tử của mảng, nó duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng, đúng không ạ? Ok. Rồi, vậy mình sẽ có hai đối số nhé các bạn, hai đối số nào. Bây giờ cô sẽ để hai đối số nha. Total phẩy number, number. Ok, rồi mũi tên nè, nhìn nha. Mũi tên nè, móc nhọn nè. Rồi, nó sẽ return cái gì các bạn? Total cộng với anh này đúng không? Total cộng với, à, đây là nó làm tròn đó, mình không cần làm tròn thì mình cộng number luôn đúng không? Rồi, mình sẽ có là total, return total cộng với number. Vậy nó sẽ hoạt động như thế nào? Đầu tiên thì total nó sẽ gán bằng 0. Nhìn nha, đồng ý chưa? Đầu tiên total sẽ gán bằng 0. Khi mà nó chạy được phân tử thứ nhất thì nó lấy total nó cộng number. Sau đấy nó lại chạy tiếp một phân tử thứ hai, nó lấy 5, total bây giờ bằng 5 đúng không? Nó lấy total cộng number tiếp là bằng 8, nó cứ cộng dồn đến hết thì thôi. Được chưa? Và các bạn có thể alert cái total cuối cùng. Ok, đồng ý chưa? Chưa? Rồi. Có đúng không các bạn? Có đúng là 33 không ạ? Được chưa? Kết quả là 33, ví dụ các bạn để là 1 2 3 4 5 đi ha. 1 2 3 4 5. À, tổng của nó sẽ là 15. Chuẩn chưa? Đúng chưa? Ok, rồi. Còn cái này ta được gọi là callback function. Được chưa? Callback function. Vậy thì mình có thể viết chung hoặc viết riêng tùy mình. Nhưng thông thường cái callback function là người ta hay viết chung vào trong này luôn. Và khi viết chung thì người ta dùng arrow function cho nó gọn. Và chỗ này có một câu lệnh return thì các bạn có thể bỏ cái này được không các bạn? Bỏ dấu móc này được không? Được. Bỏ dấu móc này, bỏ luôn câu lệnh return. Ok. Và xóa luôn anh này. Chỗ này các bạn có thể để vậy. Đây. Rồi. Ngắn gọn chưa ạ? Ok không? Nếu mà đọc này chắc là khó hiểu lắm luôn đấy. Đó, nếu như các bạn không học arrow function thì đọc cái này chắc chắn là các bạn sẽ không hiểu tại sao lại viết như thế này. Cái này chẳng quá là viết rút gọn thôi. Ok. Được chưa ạ? Đồng ý không? Đồng ý không? Đó. Ok. Đấy. Total nè, bằng array reduce nè. Đúng không? Tính tổng cộng dồn nè. Thì bây giờ nếu như không dùng reduce thì sao ạ? Mình, bạn nào không dùng reduce dùng một là for làm cho cô cái coi. Pháp, nếu không dùng reduce thì em dùng sao hả Pháp ơi? For y gán bằng không, y nhỏ nó rơi chấm chấm len. À, và tổng bằng mấy? Bằng mấy hả? Bằng không. Xong để ta có tổng cộng bằng gì hả? Array y chính xác. Đúng không? Xong mình alert gì hả? Tổng. Đúng không? Chuẩn chưa? Vậy nếu như mình không dùng reduce thì mình sẽ dùng anh này. Và các bạn thấy nó cũng là giống nhau nè. Cái giá trị gán bắt đầu mình gán bằng bằng 0. Rồi cái này có phải viết tổng không? Thì mình có phải tổng không hả? Để chỉ khác nó duyệt cái này thôi. Ok không ạ? Đấy, nó viết gọn lại thôi nha các bạn ơi. Ok, và kết quả thì giống nhau. Ok. Kết quả đều ra là 15. Đúng chưa? Rồi.
Thì đó là cô nói sơ một chút về hàm. Hàm thì các bạn thấy là cô nhắc lại nè, cách viết hàm kinh điển nè, là hàm này viết bình thường, đúng không ạ? Đấy, từ khóa function, tên hàm, rồi đối số, ok, và thân hàm nếu có giá trị trả về các bạn để sau có lệnh return. Đây là cách viết hàm thứ hai. Còn cái này là arrow function. Cái này cũng là cách viết ngắn gọn của arrow function. Và các bạn vẫn dùng arrow function ở trong câu lệnh for each, trong câu lệnh reduce, trong rất nhiều cái hàm khác nhau. Tất cả các hàm nâng cao bây giờ thường người ta dùng cái callback function. Và callback function thường người ta sẽ dùng viết bằng arrow function. Ok không ạ? Còn nếu không viết bằng arrow function được luôn nha. Cái chỗ này này nhìn nè. Các bạn nhìn cô nè. Cũng là cái này nhưng cô không dùng arrow function được luôn. Cô viết lại nè, chỗ này các bạn nhé. Đây. Có phải cái này là một function đúng không ạ? Ok, thì cô đây cô để function thôi. Không có móc. Và cái này là return total cộng sum năm chứ, xin lỗi. Ok, rồi cô comment trong này lại nha. Các bạn thấy chạy nè. Không hề bị lỗi ha. Alert gì ạ? À quên chưa chuyển đổi số, sorry, sorry. Đổi số của mình sẽ là gì ạ? Total và năm. Đấy, vẫn có đối số bình thường nhé, thấy không ạ? Ok. Đấy, ra kết quả nhé. Rồi. Vậy là các bạn thấy cái function này không tên và arrow function chỗ này cũng không tên. Vậy thì cách dùng giống nhau giữa arrow function và không phải arrow function thì cách dùng nó tương tự nhau. Và chỗ này các bạn hiểu cái này là phải một hàm đặt ở đây. Và hàm này các bạn thấy là không có tên. Vậy thì khác nhau giữa hàm có tên và không có tên là khác nhau chỗ nào? À, cái hàm có tên tức là khi các bạn phải đặt tên để các bạn có thể gọi nó ở một chỗ nào đó, ở đâu đó, bất kỳ chỗ nào đó. Còn hàm mà không có tên thì các bạn sử dụng một lần và các bạn gán lại cho một cái giá trị, một cái biến, hoặc là các bạn có thể đặt ở trong một cái hàm khác. Đúng không ạ? Tại vì tôi chỉ dùng một lần thôi. Hàm có tên thì tôi dùng được nhiều lần. Còn hàm không có tên các bạn lưu ý là dùng một lần. Hiểu không? Đó, nhớ nha, chỗ này lưu ý cho cô Hằng. Đó. Vậy thì trường hợp callback function á, thường mình sẽ dùng cái hàm không có tên. Cái này còn gọi là anonymous, bạn nào chơi game là biết đúng không? Kẻ ẩn danh đó, đúng không ạ? Đấy, không có tên. Rồi. Vậy là mình sơ qua một chút về hàm nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ qua cái phần. Rồi, từ từ chờ coi ai đặt câu hỏi gì không đã nhé.